Xin chào các bạn, mình tên là Minh Dũng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một số hàm với dữ liệu kiểu số. Hôm trước chúng ta đang nghiên cứu tới hàm in và hàm floor. Hàm in tức là hàm lấy phần nguyên của một con số. Ví dụ như chúng ta nói là phần in của 12.45 thì kết quả sẽ là 12. Và hàm floor nghĩa là nó sẽ làm tròn các con số bằng cách là bỏ đi các con số phần thập phân. Thì chúng ta lại hỏi floor của 12.45. Thì chúng ta thấy rằng hai hàm đều là cho một kết quả giống nhau. Bây giờ chúng ta làm thử. Chúng ta hỏi in của -12.45. Thì kết quả là -12. Còn nếu chúng ta hỏi floor của -12.45 thì kết quả sẽ là -13. Đó là sự khác nhau của hàm in và hàm floor. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về hàm max, hàm min. Trước hết tôi nói về hàm max. Hàm max thì cái cú pháp của nó rất là đơn giản. Chúng ta có là max của phía bên trong này là các tham số, có thể có n tham số, rất nhiều tham số quá, không hạn chế. Thì ở đây chúng ta thí dụ như tìm max của hai con số, tìm xem số nào lớn hơn. Max tức là số cực, số lớn nhất. Chúng ta có con số 12 và con số 15. Thì ở đây kết quả sẽ cho ra là 15. Nếu chúng ta có muốn tìm max của 12, 15, 11, rồi 14 thì ở đây kết quả cũng vẫn là 15. Đó là hàm max. Tương tự như vậy, chúng ta có hàm min. Hàm min, min của số 12 với số 15 thì nó sẽ chọn là 12. Và min min của các con số 12, 15, 11, 14 thì nó sẽ chọn ra là 11. Đó là hàm max và hàm min. Còn một hàm đối với dữ liệu kiểu số nữa, đó là hàm string. Bây giờ chúng ta tạm thời xóa màn hình bên cạnh, ta gọi lệnh clear. Chúng ta kích chuột phải vào đây, chọn clear luôn. Thì về hàm string đó, thì cú pháp của nó là hỏi string. Hàm string này á, nó có một tham số bắt buộc là dạng numeric. Tiếp theo nó có hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là nói về độ dài của chuỗi kết quả. Và tùy chọn thứ hai là chuỗi kết quả đó có bao nhiêu số lẻ. Bởi vì cái tham số đầu tiên đưa ra là dạng số, nhưng mà sau khi cái kết quả của hàm string trở về thì nó sẽ là thành dạng chuỗi. Đó, thì string tiếng Anh có nghĩa là chuỗi. Giờ chúng ta hỏi 12.45. Chúng ta biến con số 12.45 này thành một cái chuỗi. Thì kết quả nó là 12. Bây giờ chúng ta thấy ở đây nó còn thiếu số lẻ, cho nên chúng ta có thể là thêm các tùy chọn cho nó hiển thị cho nó đúng. Tham số thứ hai là độ dài của chuỗi trở về, chúng ta cho độ dài của chuỗi trở về ví dụ như là 10 đi, phải một cái. Và số chữ số thập phân chúng ta cho nó lấy hai chữ số thập phân, thì ở đây nó sẽ trở về đúng là 12.45. Cái tác dụng của hàm string nó là như thế này các bạn ạ. Bây giờ thí dụ như là tôi muốn xuất lên một câu tôi có 500.000 chẳng hạn. Chúng ta hỏi ở đây là chuỗi, chúng ta bao một cái dấu nháy. Tôi có, cắt một cái nháy. Và bây giờ chúng ta cộng với con số 500.000 thì chúng ta có 500.000 như thế này. Đó, và chúng ta gõ Enter. Thì ở đây chương trình báo lỗi là
operand mismatch, thì operator tức là cái nói về cái toán tử cộng này, còn operand đó tức là các cái toán hạng. Toán hạng tức là cái chữ tôi có và cái chữ này, hai cái chữ này nó không có phù hợp kiểu với nhau. Các bạn cũng nhớ cái thông báo này luôn. Thì bây giờ chúng ta phải đổi cái 500 ngàn này nè. Đổi 500 ngàn này thành một cái chuỗi thì nó mới thực hiện cái toán tự nối chuỗi. Ở đây thì ở đây chúng ta đổi bằng cách là chúng ta đổi cái 500 ngàn này bằng cái hàm string, và ở đây chúng ta có thể là không cần các cái tỷ trọng bổ sung, thì chúng ta enter thì nó sẽ nói là tôi có 500 ngàn. Đó là nói về cái hàm string. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một cái hàm nữa là hàm between. Between tiếng Anh có nghĩa là ở giữa. Thì chúng ta có cái hàm between như thế này. Hàm between cũng là một cái hàm đối với cái dữ liệu kiểu số. Chúng ta gõ bốn cái tự thôi cũng được, và chúng ta gõ mở ngoặc thì nó sẽ điền đầy đủ. Thì hàm between đây á là con số được kiểm tra, nó có ba tham số. Tham số thứ nhất là cái giá trị được kiểm tra, ở đây cái chữ E đằng đầu nghĩa là dữ liệu này có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi cũng được, kiểu ngày cũng được. Cái giá trị thứ hai, cái tham số thứ hai nó là low value, tức là giá trị thấp, và high value có nghĩa là giá trị cao. Thì ở đây tôi ví dụ như là tôi muốn kiểm tra con số là 456 có nằm ở trong cái khoảng là 472, 471 với lại cái số là 500 hay không. Chúng ta hỏi và chúng ta gọi enter, thì ở đây kết quả trở về là false, tức là sai. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một con số là ví dụ như là 480 thì có nằm trong cái khoảng 471 đến 500 hay không. Chúng ta enter thì ở đây cho trả về là đúng. Trong cái hàm between này các bạn cần kiểm tra lại một vấn đề nữa là giả sử như khi cái giá trị được kiểm tra này nó bằng với lại cái giá trị nhỏ, tức là bằng với lại 471, thì kết quả cho ra đúng hay sai. Thì ở đây kết quả vẫn cho ra là đúng. Và nếu cái giá trị đưa vào kiểm tra này nó bằng với lại cái giá trị lớn thì kết quả cũng cho ra là đúng. Đó là các bạn lưu ý đối với hàm between. Tức là số đưa vào kiểm tra nó có thể là bằng giá trị đầu, giá trị nhỏ, hoặc là nó có thể bằng giá trị lớn thì kết quả vẫn cho về là đúng. Chứ có khi nào mà nó vượt quá cái phạm vi đó thì nó mới cho về là sai thôi. Đây kết quả là sai. Phần giới thiệu về các hàm với dữ liệu kiểu số đến đây tạm dừng. Mong rằng các bạn siêng năng thực hành và tiếp tục theo dõi các video clip khác của tôi.